trong cuộc điện thoại với đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Vào ngày 2 tháng 9 năm 2020, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu nhất vẫn tiếp tục thiền định thật nhiều cho thế giới. Ngài thương yêu nhấn mạnh về tầm quan trọng của thiền định trong những thời điểm bấp bênh này. Ngay cả tôi, nếu không thiền đủ cũng sẽ gặp rắc rối, bị bệnh. Không chỉ tâm linh xuống dốc mà cơ thể cũng vậy. Bị bệnh nặng hơn hoặc bệnh mới hoặc gặp nhiều rắc rối hơn. Dù khi thiền, có lẽ đôi lúc quý vị cảm thấy bởi vì phải làm việc và rồi đi thiền đúng giờ, có lẽ quý vị cảm thấy mệt mỏi, nhưng không phải thế. Đó là một ân điển. Dạ sư phụ, đi ra ngoài hoặc tập thể dục một chút, rửa mặt bằng nước lạnh, trở lại đội quân của chúng ta. Chúng ta thực sự gánh trên vai. Chúng ta đang gánh cả thế giới, quý vị biết không? Dạ, chúng ta đang gánh vác thế giới, thật sự vậy. Và là binh sĩ phục vụ trong đội quân nhỏ bé của mình để làm việc cho thế giới. Đồng thời, tất cả anh chị em đồng tu của quý vị trên khắp thế giới, họ đang hỗ trợ. Họ cũng làm việc chăm chỉ trong khả năng, thời gian và hoàn cảnh của họ. Bởi vì họ cũng có gia đình và họ làm những gì có thể và họ thực sự nỗ lực hết mình. Quý vị có thể thấy điều đó qua tất cả các chương trình. Dạ sư phụ, qua công việc họ làm và chúng ta phải làm phần của mình. Tôi cũng làm phần của tôi. Nhưng những ai không thiền nhiều, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng của thế giới phủ định dán lên họ. Vì không phải tất cả mọi người trên thế giới đều thiền, hoặc thậm chí chưa thuần chay, nên tất cả lực lượng phủ định này gây áp lực cho chúng ta. Như mình ở sâu trong đại dương, mặc dù có khí oxy và thiết bị, nhưng vẫn không như trên đất liền. Dạ. Và nếu thiết bị của quý vị bị rò rỉ, quý vị ví dụ như không thiền đủ, thì quý vị sẽ tàn đời ở đó. Tất cả áp lực nước xung quanh sẽ bóp nát quý vị thôi. Dạ sư phụ, bởi vì thực sự thiền định là tấm chắn bảo vệ. Đó là khi quý vị được kết nối nhiều hơn với lực lượng vĩ đại hơn của chính mình và lực lượng vũ trụ đang nâng đỡ quý vị, nắm lấy và bảo vệ quý vị, bảo bọc quý vị với tất cả tình thương, phước lành và bảo vệ. Thật sự là như vậy. Không có lực lượng nào khác có thể bảo vệ quý vị trên thế giới này. Hãy tận dụng bất cứ thời gian nào, bất cứ lúc nào, thậm chí ngồi trong toilet, hãy thiền. Bất cứ giây phút nào, bất cứ nơi đâu, luôn câu thông với đấng thiêng liêng. Càng câu thông, càng tốt cho quý vị, tốt cho sự an lành của quý vị, tốt cho lực lượng tâm linh của quý vị để gánh vác những người bất lực. Thật ra chúng ta phải gánh vác họ bởi vì họ quá yếu đuối. Chúng ta muốn mạnh mẽ, chúng ta muốn sẵn sàng ở đó cho mọi người. Dạ sư phụ, ít nhất là cho thời điểm này, đặc biệt là vào thời điểm này. Bởi vì bây giờ chúng ta có rất nhiều hỗn loạn trên thế giới. Thượng đế gia hộ chúng ta, Thượng đế gia hộ chúng ta. Chỉ có Thượng đế ban phước, chúng ta mới có thể tiếp tục. Dạ sư phụ, nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng ở đó để nhận phước lành của Thượng đế. Dạ. Bằng thiền định, chúng ta câu thông nhiều hơn với toàn thể vũ trụ và chúng ta có thể dựa vào lực lượng đó. Dạ sư phụ, nếu không, áp lực của thế giới này sẽ áp đảo chúng ta. Bây giờ quý vị hiểu lý lẽ này chưa? Hiểu chứ? Dạ hiểu sư phụ. Nếu chúng ta không được bao bọc bởi lực lượng vĩ đại của vũ trụ, thì chúng ta sẽ bị bao bọc bởi lực lượng phủ định của thế giới. Mặc dù ma dương không còn và ma lực cũng không còn, nhưng lực lượng phủ định vẫn còn trong con người. Dạ. Nên chúng ta vẫn phải đối phó với tất cả lực lượng phủ định này. Đừng để lực lượng này bao trùm quý vị bằng cách khoác lên mình lực lượng vũ trụ. Dạ. Quý vị luôn luôn mặc vào bất cứ lúc nào bằng thiền định để củng cố lực lượng này. Dạ sư phụ.
Thật ra, tất cả những người có liên quan trong bất kỳ việc đại chúng nào, làm việc cho tha nhân, làm việc cho minh sư, phải thiền ít nhất 4 tiếng một ngày. Dạ sư phụ. Rồi, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Dạ sư phụ. Phải thiền, phải quyết tâm thiền để câu thông nhiều hơn với lực lượng vũ trụ, để chúng ta có thể được bao bọc trong tấm chắn bảo vệ này. Sư phụ cũng chia sẻ một số thông điệp gần đây mà Ngài đã nhận được từ nhiều bạn thú, cũng như từ một vị minh sư đẳng cấp thứ 5. Trong một thể nghiệm, Ngài cũng đến và nói với tôi, xin đừng đi. Ngài, và điều tiếp theo tôi không thể nói với quý vị, một số điều khác sẽ trở thành sự thật vào đúng thời điểm. Trong thời gian không xa lắm, tôi rất vui, nhưng có lẽ tốt hơn không nên nói với quý vị. Dạ hiểu, thứ lỗi cho tôi nhé. Quý vị sẽ biết khi điều đó đến. Dạ sư phụ. Kính thưa sư phụ độ lượng nhất, chúng con xin sâu sắc tri ân những thông điệp khích lệ thăng hoa này, cho chúng con thêm sức mạnh và hiểu biết để tiếp tục tiến tới. Chúng con hình dung một tương lai sáng đang chờ địa cầu chúng ta và vô số chúng sinh trong tình thương vĩnh hằng và lòng từ bi, nhẫn nại và khoan dung vô bờ bến của Ngài. Cầu mong các vị thiên đế vĩ đại luôn bảo vệ sư phụ kính yêu. Khi chúng con tiếp tục cầu nguyện cho thế giới thuần chay trong ánh sáng thiêng liêng, để xem toàn bộ cuộc điện thoại này của Ngài Thanh Thải Vô Thượng Sư, kính mời quý vị đón xem trong tiết mục giữa thầy và trò vào một ngày gần đây.